lại gần ôm lấy cha, muốn tựa vào vai của cha, con muốn nắm lấy. Bố là người đầu tiên nắm tay con bé, không phải con. Người hôn con bé đầu tiên là bố, chứ không phải con. Người đầu tiên bảo vệ con bé là bố, không phải con. Nhưng người đi cùng con bé đến cuối đời là con, chứ không phải bố. Nếu một ngày con không còn yêu con bé nữa, thì cũng đừng phản bội nó, đừng đối xử tệ bạc với nó, đừng nói với nó, hãy nói với bố. Bố sẽ đưa con bé về